anh Trịnh Hồng Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Phường Tam Quan. Kính thưa thầy Nguyễn Quốc Hoài, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Mang. Kính thưa thầy Đỗ Nguyễn Thị Văn, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Tam Quan. Kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các bạn, các em đội viên có mặt trong buổi giao lưu kết nghĩa long trọng này. Để lập thành tích thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước, chào mừng đại hội đoàn các cấp và thực hiện công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 của hội đồng đội các cấp về công tác giao lưu kết nghĩa với các liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Được sự cho phép của hội đồng đội thị xã Hòa Nhơn, sự tạo điều kiện thuận lợi của các lãnh đạo các trường, của thầy cô tổng phụ trách, các liên đội, hôm nay hội đồng đội phường Tam Quan, cụ thể là 3 liên đội trực thuộc hội đồng đội phường Tam Quan: liên đội trường trung học cơ sở, liên đội trường tiểu học số 1, liên đội trường tiểu học số 2 về đây tổ chức giao lưu kết nghĩa với liên đội trường tiểu học Đắc Mang thuộc hội đồng đội xã Đắc Mang, huyện Hoài An. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn, rất vinh dự chúng em đại diện hơn 1.500 đội viên thuộc hội đồng đội phường Tam Quan, thị xã Hòa Nhơn có mặt chứng kiến buổi giao lưu kết nghĩa long trọng đầy tình cảm ấm áp này. Đây là công việc hết sức ý nghĩa, là một trong những hoạt động lớn của tổ chức đội trong giai đoạn hiện nay. Qua đây, em xin thay mặt các bạn đội viên của hội đồng đội phường Tam Quan giới thiệu sơ lược về hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của ba liên đội trực phường Tam Quan trong thời gian gần đây. Tam Quan là miền đất có truyền thống cách mạng, là nơi thành lập được chi bộ đảng đầu tiên của Hòa Nhơn cũng như tỉnh Bình Định. Nơi đây là vùng phát triển kinh tế xã hội phía Bắc Hòa Nhơn, có đường quốc lộ chạy qua, có ga xe lửa và giáp với vùng kinh tế biển Tam Quan Bắc. Kinh tế xã hội phát triển kéo theo đời sống nhân dân được nâng lên, được sự quan tâm của lãnh đạo, các phường, các ngành, các cấp, của các bậc cha mẹ, học sinh, sự tận tình giảng dạy của quý thầy cô, sự tổ chức hoạt động của quý thầy cô là tổng phụ trách, nên thành tích của chúng em gặt khá nhiều thành công và cũng được đánh giá là tổ chức đội mạnh của hội đồng đội thị xã Hòa Nhơn. Ngoài công tác học tập, công tác đội được chú trọng hàng đầu, từng chủ điểm chúng em đều xây dựng chương trình hoạt động, chương trình đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, hành trình về địa chỉ đỏ, lộ diêu, ngã ba đền Hội Sơn. Các hoạt động vòng tay bạn bè như thăm tặng quà các bạn thiếu nhi vùng khó khăn, an lão, lộ diêu, đặc biệt các phong trào liệt sĩ thôi đất vì bạn được tổ chức duy trì hàng năm với tổng số tiền thu được 3 năm gần đây khoảng 60 triệu đồng. Và các liên đội đã trao tặng cho các bạn phi đạp đến trường, các học tập, phong trào mùa xuân cho em. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được nằm trong tốt đầu thị xã Hòa Nhơn với những hội thi văn hóa truyền thống và hội khỏe phù động cấp thị xã. Môi trường học tập vui chơi ngày càng được nâng cao với phương châm mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Từ đó tạo động lực cho chúng em phấn đấu vươn lên từng ngày. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn, hôm nay được đến với quê hương Đắc Mang yêu thương, chúng em vô cùng vui mừng vì biết thêm địa danh có nhiều bản sắc văn hóa, văn phú. Chúng em được trải nghiệm, được học tập và là kỷ niệm sâu sắc trong quãng đời học sinh. Thời gian không cho phép em nói nhiều, chỉ mong rằng các cấp lãnh đạo, quý thầy cô luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho chúng em được kết nối yêu thương, sẻ chia giúp nhau trong thời gian tới. Và xin thay mặt các bạn đội viên mời các em liên đội trường tiểu học Đắc Mang thời gian tới sắp xếp về thăm Tam Quan để chúng ta có thể hiểu biết và gần gũi nhau hơn. Cuối cùng xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo và các bạn. Chúc cho chương trình kết nghĩa thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.